Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bến Tre cho biết, từ 6 giờ đến 18 giờ ngày 21 tháng 1 năm 2022, tỉnh Bến Tre ghi nhận thêm 352 ca dương tính mới, trong đó có 342 ca cộng đồng. Các ca mắc mới có địa chỉ cư trú như sau: huyện Dòng Trơm 94 ca, huyện Châu Thành 87 ca, huyện Chợ Lách 69 ca, huyện Bình Đại 63 ca, huyện Mỏ Cày Nam 34 ca, huyện Mỏ Cày Bắc 2 ca, thành phố Bến Tre 2 ca, huyện Ba Tri 1 ca, Tổng số ca dương tính cộng dồn toàn tỉnh là 35.652 ca. F0 đưa vào điều trị tại nhà trong ngày 197 ca. Cộng dồn F0 điều trị tại nhà 22.718 ca. F0 kết thúc điều trị trong ngày 484 ca. Cộng dồn F0 kết thúc điều trị 35.535 ca. Trong ngày, Bến Tre có thêm 4 ca mắc COVID-19 tử vong, cộng dồn số ca tử vong 329 ca. Toàn tỉnh có 6.706 trường hợp đang cách ly, cách ly y tế tại nhà nơi cư trú 6.705 trường hợp, cách ly tại cơ sở y tế 1 trường hợp.